Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stu, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay video của mình đó là ôn thi chuyển cấp. Hãy cùng xem video của mình nhé. Ở mỗi một video thì mình sẽ xây dựng một hình tượng nhân vật khác nhau. Nhân vật lần này mình lấy ý tưởng từ bạn Maruko. Bạn ấy cột tóc lên, đeo mắt kiếng và bạn ấy hơi gầy vì học hành quá nhiều ấy. Và xin chào các bạn, mình là Su. Môn đầu tiên của mình sẽ nói đó là môn tiếng Anh. Và Anh thì phải có văn đúng không? Được rồi hả? Anh văn. Hầu hết thì trong mỗi bài thi tiếng Anh thì nó sẽ có một cái phần đó là ngữ âm. Phần ngữ âm thì nó sẽ có hai câu. Một câu đó là chọn một cái từ phát âm khác các từ còn lại. Và câu thứ hai đó là chọn một cái âm nhấn khác những cái âm còn lại. Ví dụ như là có 4 đáp án đúng không? Thì sẽ có 3 đáp án là nhấn âm 2 và 1 đáp án nhấn âm đầu. Và cuối cùng thì đây là cũng dạng cái bài tập đó thôi, là gạch những cái từ ở phía dưới và phát âm nếu như một âm khác các từ còn lại thì chọn vào đáp án đấy. Ở phần này chủ yếu là phần phát âm và phần nhấn âm nên các bạn ôn nhiều dạng bài tập vào nhé. Ví dụ như là nó đều là chữ H nhưng có chữ his, heart, here, our. Các bạn sẽ chọn our là cái từ khác những từ còn lại. Phần tiếp theo đấy là phần từ mới và ngữ pháp, thì hầu hết các bạn có một từ. Và cái từ đấy thì nó sẽ có danh từ, động từ, tính từ và trạng từ. Thì các bạn học hết những cái dạng từ của nó. Và ngoài ra thì các bạn cũng có học đó là 12 thì đúng không? 12 thì hoàn thành, tiếp diễn, rồi hiện tại đơn và cuối đơn. 12 thì giống như là thần thông biến hóa vậy đó. Ngoài ra thì các bạn học mệnh đề quan hệ này, câu điều kiện này, các thì này, câu tường thuật này, giới từ, liên từ. Học rất là nhiều ngữ pháp. Hồi trước thì mình thấy là thi có 60 phút thôi, bây giờ thì ra 90 phút rồi. Tiếp theo là phần đọc. Ở phần này thì hầu hết là cho một đoạn văn, cho câu hỏi và cho câu trả lời để các bạn chọn câu trả lời đúng nhất. Mình sẽ điểm qua một vài dạng mà các bạn hay gặp ở bài thi. Dạng đầu tiên đó là cho một đoạn văn, sau đó cho một câu hỏi và 4 câu trả lời. Các bạn đọc đoạn văn, sau đó tìm câu trả lời đúng nhất. Dạng thứ hai đó là đọc đoạn văn, sau đó ở phía dưới nó có một cái câu đoạn trích từ phía trên xuống và phần phía sau á, nó vẫn chưa đầy đủ. Thì phía dưới có ABCD, các bạn chọn ABCD đúng nhất để làm sao cho phù hợp với cái câu ở lấp lại cái câu phía trên để cho nó đúng nghĩa với cái câu ở trong đoạn văn của các bạn ấy. Thì dạng thứ ba của mình đề cập tới là các bạn đọc đoạn văn, sau đó nó có những cái chấm 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 ấy, có ô trống ấy. Phía dưới thì các bạn sẽ chọn cái từ phù hợp nhất để điền vào cái ô trống ở phía trên của đoạn văn để cho nó phù hợp. Viết nó có rất là nhiều dạng, mình chia sẻ hai dạng phổ biến nhất, đó là hoàn thành câu thứ hai mà không làm thay đổi nghĩa câu thứ nhất, và tiếp theo đó là sắp xếp trật tự của câu. Cái này nó có ngữ pháp, câu tường thuật, câu điều kiện, các bạn phải ôn ngữ pháp rất là nhiều. Môn thứ hai mình đề cập đấy là môn toán, và đây là môn mà mình được thầy Năm, thầy dạy toán cấp 2 của mình, khai sáng tinh thần của mình. Ngày trước mình làm toán mình theo kiểu là cứ có bài tập mình làm thôi, mình không hiểu gì cả. Nhưng mà từ khi mà có thầy, thầy có những phương pháp dạy ấy, khiến cho mình học toán, mình hiểu toán hơn thì mình làm bài tốt hơn. Thi thì có rất là nhiều dạng bài. Hiện tại thì mình sẽ chỉ đề cập đến những dạng bài chính hay ra trong bài thi, đó là sẽ có những cái bài mà giải hệ phương trình hoặc là giải phương trình, và mình rất là thích vào dạng bài này luôn, bởi vì bây giờ đến tận bây giờ mình vẫn còn nhớ cách giải phương trình và hệ phương trình. Tiếp theo đó là tính giá trị biểu thức, sẽ cho một biểu thức rất là dài, sau đó các bạn tính A, tính B và câu thứ hai nó tính cái gì đấy. Và tiếp đó là có những dạng bài là tìm tọa độ, tìm giao điểm hoặc là vẽ đồ thị hàm số, vẽ parabol, thì những cái này thì tùy theo cái dạng bài các bạn nó sẽ cho hoặc là ra. Câu là cho phương trình, xong rồi M là tham số, câu A thì giải phương trình, câu B là tìm cái gì đấy để thỏa mãn nghiệm X và nghiệm Y. Và cho có những bài toán về hình là cho hình tam giác ABC, hình vuông ABCD, xong rồi chứng minh ABCD là tứ giác nội tiếp đường tròn, rồi những câu khác còn khoảng 2-3 câu gì đấy nữa. Và có những bài toán là cho bài toán giải cách lập phương trình, ví dụ như là bài toán tìm vận tốc ấy, thì các bạn đọc bài và tạo ra một cái phương trình bậc nhất hai ẩn để giải phương trình, rồi rút gọn biểu thức, rồi cho biểu thức tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Hình học thì các bạn nó sẽ có một câu nhưng câu rất là dài, các bạn nhớ là vẽ hình và đừng có vẽ bằng bút chì. Và phần đằng sau ấy, thì nhớ là vẽ nét đứt, đừng có vẽ nét thẳng nhé, bởi vì hình rất là quan trọng, nó chiếm 0,25 đến 0,5 điểm ấy. Bài thi có rất là nhiều dạng bài, thế nên là các bạn phải làm bài tập rất là nhiều để các bạn quen cái dạng đấy, để khi mà các bạn vào trong bài thi thì các bạn có thể làm một cách tốt nhất. Của mình đề cập tới đó là môn văn hay còn gọi là ngữ văn. Đây là một trong những cái môn mà các bạn không thích. Và mình biết là những đứa mà thích học tự nhiên ấy, thì không thích học môn văn cho lắm. Nhưng mà hãy cứ thoải mái đi và bình tĩnh, ôn thi môn văn như tất cả các môn mà các bạn đã học. Hãy đối xử công bằng với nó.
Một bài thi văn thì mình thấy thường thường nó sẽ có 3 câu. Câu đầu tiên đó là cái câu mà sẽ cho các bạn một đoạn văn, một đoạn thơ hoặc là một cái bài về bên xã hội để các bạn phân tích. Nếu mà bên văn và bên thơ nó sẽ có hỏi những cái câu là tác giả tác phẩm này trích từ bài nào hoặc là tác giả nào, và phân tích cái đoạn đấy và một vài câu ở phía dưới nó có những cái câu hỏi về giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật, phép ẩn dụ, hoán dụ, mạch cảm xúc. Còn về bên xã hội thì nó là những cái đề tài nóng hiện tại để giúp cho các bạn, và nó hỏi rất là nhiều câu để cho các bạn giải quyết vấn đề và những cái suy nghĩ của các bạn. Và ngoài ra thì câu thứ hai thường thường nó sẽ cho những cái câu là ý nghĩa nhân vật và hình tượng đoạn trích, viết một đoạn văn ngắn. Thì nó cũng có thể ra một cái câu để các bạn phát biểu cảm nhận về suy nghĩ của các bạn về hiện tượng xã hội này. Câu cuối cùng đó là câu nhiều điểm nhất, và câu này cũng có thể là văn xuôi, thơ hoặc là nghị luận xã hội. Đối với mình, nghị luận xã hội thì nó xoay quanh những vấn đề của các bạn hiện tại ấy, rất là bức bối. Còn văn xuôi thì các bạn hãy viết theo dòng cảm xúc của các bạn, đừng để lạc đề nhé. Thơ cũng vậy, nghị luận xã hội thì các bạn phải lập luận chặt chẽ vào. Tình hình dịch đang rất là căng thẳng. Mình biết là mấy con corona nó bay ngoài không khí rất là nhiều. Thế nên đi ra ngoài hãy nhớ đeo khẩu trang vào nhé. Mấy con quỷ đó rất là nguy hiểm ấy. Nếu mà các bạn bị bệnh, các bạn sẽ phải cách ly 14 ngày. Và ngày 4 ngày các bạn có chịu nổi không? Thế nên ít đi chơi lại và ở nhà học bài nhiều hơn. Uống nước chanh và những nước có điện giải giúp cho các bạn, tốt cho cơ thể của các bạn ấy. Và khẩu trang đó là thứ rất là cần thiết. Và đây là cái trend của các bạn rồi đúng không? Các bạn không cần trang điểm đâu, chỉ cần đeo khẩu trang là được rồi. Và ăn nhiều rau củ, rau xanh, nhất là những cái rau như là cà rốt, cà chua, những cái loại màu đỏ, màu xanh ấy, sẽ giúp cho các bạn, cơ thể của các bạn khỏe mạnh lên. Và uống ăn cam và uống nhiều nước cam. Và ăn uống xong rồi đừng có quên là sắp xếp thời gian để ôn thi nhé. Thời gian ôn thi rất gần nên là phải ôn nhanh để kịp. Nếu mà các bạn có mục tiêu rồi thì các bạn phải ôn tập chăm chỉ vào. Và phải học tập chăm chỉ, sắp xếp thời gian một cách hợp lý. Vừa học và thời gian ngủ cũng phải ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Các bạn có thời gian thì hãy đi tập thể dục để cho cơ thể của các bạn khỏe mạnh nhé. Cảm ơn, cố gắng làm VIP away trong thời gian sớm nhất cho các bạn. Và hy vọng là các bạn thi thật tốt và lựa chọn được cái lớp mà các bạn học. Và nhớ like, subscribe để ủng hộ cho channel của mình nhé. Yêu tất cả mọi người, mong mọi người hoàn thành bài thi thật xuất sắc.